Alo, 1, 2, 3, 4. Chào tất cả các bạn. Buổi tối thứ bảy của tuần. Và hôm nay là rớt vào những cái ngày lễ nữa. Nên là các bạn có khỏe không? Và không biết các bạn có đi chơi lễ hay không? Và các bạn nào đang ở nhà thì chúng ta xem cái livestream này nhé. Và mẹ ơi, chuẩn bị mấy quân tập cho bà cái. À. Và các bạn có đi chơi lễ không à? Nếu mà các bạn đang đi chơi lễ thì các bạn ở khu vực vùng miền nào ở trên miền đất nước thì các bạn cũng báo cho mình biết cái quyển sách đó. Ok chưa? Và các bạn có đi chơi lễ không? À, mình thì thường thường ngày lễ thì mình ít đi chơi lắm, cũng có nhưng mà ít. Bởi vì lễ thì sao ạ? À? Lễ đông người lắm, đi chơi những nơi đông người. Và hôm nay cuối tuần thì mình lại có lớp. Mình có lớp 2 ngày cuối tuần, ngày hôm nay và ngày mai. Thì mình cũng mới vừa về nhà thôi. À, cái lớp marketing dành cho doanh nghiệp nhỏ. Mình đứng từ 9 giờ sáng tới giờ. Và các bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn làm quen với mình, kết nối với mình, comment xuống và chúng ta làm quen với nhau. Bạn nào mà biết mình rồi thì các bạn giới thiệu về mình đi. Các bạn ở khu vực vùng miền nào? Và các bạn có đi chơi lễ không ạ? À, chào bạn Hương Ly. Chào bạn Võ Nguyễn. Vâng, các bạn đang ở khu vực vùng miền nào thì các bạn comment xuống các bạn đang ở khu vực vùng miền nào. Và tiếp theo là các bạn chia sẻ cái livestream mình đi về nhà các bạn đi. Tối nay chúng ta chia sẻ cái chủ đề rất là quan trọng. Đó là làm sao để chúng ta gì ạ? À, tự tin hơn. Bởi vì tự tự tin là một trong những cái yếu tố để chúng ta thành công. Nếu chúng ta không tự tin thì khó thành công vô cùng. Vì bất kỳ yếu tố nào cũng cần phải thành công. Chào bạn Tiên Hồ. Và các bạn nhanh chóng đi ạ. À, giới thiệu về mình, comment, chia sẻ. Mình cả ngày nay mình đứng lớp từ 9 giờ sáng đó các bạn, cho mới vừa về đó mà mình vẫn có năng lượng mà. Mình vẫn chia sẻ với các bạn mà. Thì tại sao các bạn không năng lượng? Nên là các bạn comment xuống, các bạn giới thiệu về các bạn rất là nhiều. Các bạn kinh doanh lĩnh vực gì, vùng miền nào? Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì sẵn cơ hội này chúng ta làm quen với nhau luôn. Bạn Nhật Nguyễn đang ở bên Nhật. Ok, rất là tuyệt vời. Nhờ có Facebook mà chúng ta biết nhau. Ở mãi bên Nhật Bản luôn mà bạn vẫn xem cái livestream này. Bạn rất là tuyệt vời. Và các bạn, tối hôm nay tại sao các bạn không đi chơi? Các bạn có nghỉ lễ mà các bạn đang ở thành phố Hồ Chí Minh hay là các bạn ở các nơi khác? Chào bạn Đức Nguyễn, chào bạn Trần Tấn Khải. Vâng. Và tối nay chúng ta cùng nhau xem cái livestream rất là đặc biệt này. Làm sao để chúng ta tự tin hơn? Và tối mai nếu mà mình về sớm thì mình cũng livestream tiếp. Và mình không có đi chơi lễ xa và mình quyết định mình mở lớp và lớp ngày hôm nay cũng đông nghẹt. Hơn 70 bạn là những bạn đang làm kinh doanh và họ đang tiếp thu về cái kiến thức marketing. Vâng. Và bây giờ chúng ta vào chương trình và các bạn tiếp tục chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. Chúng ta vào chương trình, các bạn sẵn sàng chưa? Cái chương trình của chúng ta là 10 cách để chúng ta tự tin hơn. Cái cách thứ nhất các bạn ghi vào. Cái cách thứ nhất là chúng ta đánh giá lại cái sự nhút nhát của mình. Tức là nhiều lúc chúng ta không tự tin, chúng ta cứ mãi gì à? Cái cách thứ nhất này các bạn ghi đi, đánh giá lại cái sự rụt rè của mình, đánh giá lại cái sự nhút nhát của mình, đánh giá lại cái sự dở hơi của mình. Chúng ta phải tổng kiểm tra chúng ta lại để chúng ta biết rằng chúng ta đang đứng ở đâu trong cái hành trình này. Còn nếu mà chúng ta không chịu tổng kiểm tra chúng ta lại thì chúng ta cứ lòng vòng hoài. Nó làm cho chúng ta gì ạ? Nó làm cho chúng ta nhút nhát rồi rồi cứ không tự tin, rồi cứ nghi ngờ vào chính mình. Mình mà không tin vào chính mình thì ai tin vào chính mình nữa? Các bạn có nhận ra điều này? Và thế là cái sự nhút nhát và thiếu tự tin đó nó làm cho chúng ta như thế nào ạ? Nó làm cho chúng ta mất đi hết cái cơ hội này đến cái cơ hội khác. Thậm chí có những anh thanh niên đi tán gái còn không được nữa. Các bạn nhận ra điều này chứ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì không có tự tin vào chính mình, nó làm sao mà ra tán gái được. Thậm chí khi các bạn đi bán hàng thì các bạn không dám bán hàng những người họ bán hàng miễn phí, những người họ bán hàng giá rẻ. Thì một cái đơn giản là họ không tự tin rằng họ đang có giá trị, họ không có tin rằng sản phẩm họ đang có giá trị, họ không tin rằng chính họ đang có cái năng lực đó.
Cái nguyên nhân là từ sự nhút nhát ra hết. Hoặc là sản phẩm chúng ta rất là tốt mà chúng ta lại bán giá rất là rẻ. À, cái đó nó nguyên nhân là nó đi từ cái sự nhút nhát, cái sự không có tự tin. À, và nó dẫn đến hàng loạt những cái hậu quả khác. À, thì tại sao cái sự nhút nhát đó nó xuất hiện? À, mới sinh ra thì chúng ta không bao giờ chúng ta nhút nhát đâu. Không ai nhút nhát lúc mới sinh ra đó. À, ô, chào bạn Nguyễn Lý Trân. Ok, hôm nay em không đi chơi hả Trân ơi? Chào bạn Nguyễn Ngô Thanh Thảo. Ok, bạn rất là tuyệt vời. Bạn ngồi bạn xem cái chương trình này. À, à, chào bạn Khá. Ok, à, em mới đi trực lớp về và em lại lên em xem rồi. Bạn Lê Thị Trang, bạn Vũ Sang. Ok, rất là tuyệt vời. Thì trong sâu thẳm cái lúc mà mới sinh ra trên đời này thì chúng ta đâu có nhút nhát. Chúng ta không có nhút nhát. À, chúng ta rất là tự tin nữa kìa. Chào bạn Cẩm Nguyễn. Ok, chào bạn đang ở khu vực nào, vùng miền nào, tỉnh nào, hãy comment vào. Bạn Vũ Sang, bạn ở khu vực vùng miền nào, bạn comment vào. Mới sinh ra đâu có ai nhút nhát, trẻ nhỏ mà, nó đâu có biết gì đâu mà nó nhút nhát. À, tuy nhiên, ai là nguyên nhân làm cho nhút nhát? Thường thường là ba mẹ của chúng ta. À, chào bạn Lưu Hà. Ok chưa? Thường thường là ba mẹ của chúng ta hở chút cái la chúng ta, hở chút cái nạt chúng ta. Ok chưa? Hở chút cái mắng chúng ta. À, cái người mà đánh chúng ta nhiều nhất có lẽ là ba mẹ chúng ta chứ không ai hết đó. À, cái người mà làm cho chúng ta mất đi cái sự tự tin thì cũng thường thường. Thường thường là ai à? Cũng là ba mẹ của chúng ta. Bởi vì vùi dập của chúng ta nhiều quá. Không phải là ba mẹ chúng ta không thương chúng ta, ba mẹ rất là thương. Tuy nhiên ba mẹ đôi khi thương không có đúng cách. À, thương con quá nên là kiểm soát con nó chặt quá. À, sợ con té cũng la con. Sợ tức là thương con quá rồi hạn chế con làm tất cả mọi việc, đâm ra cái đứa con nó không có những cái kinh nghiệm, nó không có trải nghiệm và nó làm gì nó cũng sợ hết. Vì bố mẹ chúng ta do thương con quá, bảo bà con quá, cái hù dọa con dữ quá. À, chào bạn Viện Thế Gì Nguyễn Viết Nguyên. Ok. À, rất vui là quen với bạn. Vâng. Vậy thì bây giờ chúng ta phải đánh giá lại cái sự nhút nhát của mình. Cái sự nhút nhát của chúng ta, à, nó đến từ đâu? Và khi chúng ta đánh giá lại cái sự nhút nhát của mình thì cái đó là cái cách để chúng ta tự tin hơn. À, ví dụ như là bạn sợ đứng trước đám đông. À, chào bạn Nhắn Bùi. Ok chưa? Ví dụ như các bạn sợ đứng trước đám đông thì các bạn phải đánh giá lại là vì sao mà các bạn sợ đứng trước đám đông? Bạn sợ cái gì? À, và cái đó thực sự nó có tồn tại hay không? À, chào bạn Văn Huỳnh. À, ok chưa? Chào bạn Diệp Lê. Chào bạn Viện Nguyễn Quyên. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Chúng ta đánh giá lại. À, đánh giá lại toàn bộ là ghi ra bằng giấy bằng mực đàng hoàng. Chúng ta sợ trước đám đông mà cụ thể là sợ cái gì? À, và à, hoặc là chúng ta sợ lái xe thì cụ thể là chúng ta sợ cái gì? Chúng ta ngồi với một người họ tự tin hơn, họ đã biết đứng nói chuyện trước đám đông rồi, họ mới phân tích cho chúng ta những cái yếu tố tâm lý ra. À, và khi họ làm rõ cho chúng ta những cái yếu tố đó, tâm lý đó thì nó làm cho chúng ta gì? À, không còn e ngại nữa, không còn sợ nữa. À, trong cái lớp thì mình hay hỏi các bạn rằng là à, bao nhiêu bạn sợ đứng trước đám đông giơ tay lên. À, thì rất là nhiều bạn giơ tay lên và mình bóc những cái bạn đó lên. À, và mình bắt các bạn đứng trước đám đông luôn và mình giúp các bạn à, theo một cái quy trình. À, trong vòng vài phút thôi. À, khoảng 5 phút đó lại thôi thì tự nhiên các bạn thấy các bạn hết sợ liền. À, các bạn thấy các bạn tự tin liền. À, bạn có nhận ra điều này không ạ? Đôi khi cái sợ đó là do chúng ta tự hình dung ra, cái sự nhút nhát là chúng ta hình dung ra. À, hoặc là chưa bao giờ chúng ta làm cái việc đó, nó làm cho chúng ta gì? Sợ nhút nhát ra, nó làm cho chúng ta không tự tin như vậy. Và khi chúng ta làm cho nó rõ ràng cái vấn đề đó ra, à, thì nó làm cho chúng ta như thế nào ạ? Cái niềm tin chúng ta tăng lên. Mình luôn nói là một cái vấn đề mà được làm rõ ra, một cái vấn đề mà được gọi tên, một cái vấn đề mà chỉ chính xác đó là chúng ta đang bị vấn đề gì, thì thường thường á, nó sẽ giúp cho chúng ta như thế nào ạ? À, giảm gì? Giảm cái nỗi sợ đó hết 50% rồi, còn lại bạn lưu tâm nữa là bạn hết sợ ngay. À, các bạn có nhận ra điều này không ạ? À, vậy là vừa rồi mình chia sẻ với các bạn cái điều đầu tiên là chúng ta phải gì ạ?
phải làm rõ cái vấn đề chúng ta sợ ra là gì. Có nhiều người sợ đi bán hàng, có nhiều người sợ đi tán gái, ok chưa? Có nhiều người sợ chạy xe, có nhiều người sợ rắn, ok chưa? Có nhiều người ngại giao tiếp với người lạ, ok chưa? Toàn bộ cái nỗi sợ đó là do bạn chưa làm, bạn chưa thực hiện nhiều lần, nó làm cho bạn nhút nhát, các bạn sợ ra. Thì một trong những cái cách để bạn hạn chế là bạn là ghi rõ ra là cụ thể là bạn sợ cái gì. Bạn nói là bạn sợ người lạ thì cụ thể là bạn sợ cái gì. Người lạ có ăn thịt bạn không? Người lạ có nuốt sống bạn không? Người lạ có làm cho bạn đau không? Người lạ có làm cho bạn gì bạn bị bệnh không? Ok chưa? Mình làm rõ ra. Và chúng ta như thế nào chúng ta gặp những người họ đã có cái kinh nghiệm trong lĩnh vực đó, chúng ta nói chuyện với họ, chúng ta trao đổi với họ, chúng ta làm rõ với họ một số vấn đề, họ nói cái câu chuyện đó ra và chúng ta như thế nào chúng ta giao tiếp với họ. Bạn sợ với cấp trên, bạn vũ sang, bạn kêu bạn sợ với cấp trên thì chắc là cấp trên của bạn dữ quá, cấp trên của bạn đánh bạn đúng không, cấp trên của bạn ăn hiếp bạn đúng không, cấp trên của bạn bộc tai bạn đúng không. Nếu mà cấp trên bạn không làm những cái việc đó thì tại sao bạn phải sợ, và bạn sợ là bạn sợ cái gì? Không biết chủ đề giao tiếp, không biết chủ đề giao tiếp thì chúng ta phải nghĩ ra một cái chủ đề giao tiếp để chúng ta nói chuyện với họ. Chứ tại sao chúng ta để cái trạng thái không biết mà chúng ta sợ? Nó rất là vô lý. Ok chưa? Vậy thì vừa rồi các bạn thấy những gì mà chia sẻ, bạn thấy có hứa đó mà. Hứa thì các bạn comment xuống, các bạn thấy cái điều này rất là hữu ích. Hello thầy, mai thầy có đứng lớp không ạ? Ngày mai mình vẫn đứng lớp cả ngày. Lớp thì luôn luôn có 2 ngày mà. Bạn Vinh Tâm Dương. Lớp lúc nào cũng có 2 ngày mà làm gì có lớp 1 ngày. Em đang mất tinh thần giữa đám đông thôi. Vậy thì bạn cần phải đến lớp của mình. Và các bạn luyện thôi, luyện cái kỹ năng đó thôi. Đừng cứ ngồi mà để mất tinh thần, sợ đám đông. Và bạn cứ e ngại cái điều này thì làm sao mà bạn phát triển được. Chúng ta không thể thành công được với cái tính cách nhút nhát của mình. Và các bạn biết bản năng con người chúng ta thì không ai nhút nhát đó. Lúc bạn sinh ra trên đời này, bạn là một tờ giấy trắng thì bạn đâu có biết cái chữ nhút nhát đó là cái gì. Do người lớn của chúng ta thôi, do bạn sống lên thôi, trong cái môi trường nó làm cho bạn e ngại, rồi cái gì cũng sợ, nên là chừng cuối cùng chúng ta không có thành công được. Vâng. Và hồi nãy giờ mình liên tục mình chia sẻ cho các bạn. Ok, chào bạn Nguyễn Như Phúc. Phúc ơi, hôm nay sao không thấy em đi tham gia lại lớp Phúc rồi? Em sợ không thể truyền lửa vào các chi nhánh của em thầy ạ. Ok, vậy thì bạn có hai cách để giải quyết vấn đề này. Một là chúng ta nâng cao năng lực, bạn Diệp Thu ghi vào có hai cách để chúng ta giải quyết vấn đề. Một là chúng ta nâng cao năng lực để biết cách gì để biết cách truyền lửa cho nhân viên. Hai là nếu chúng ta không nâng cao năng lực, thấy rằng chúng ta không có cái cách nào để chúng ta giải quyết cái việc đó, thì hai là gì, chúng ta mướn chuyên gia khác làm cái việc đó. Bạn thu hình dung chưa? Chỉ có hai cách để chúng ta giải quyết vấn đề đó. Thay vì ngồi sợ thì hãy đi làm cái công việc đó đi, chứ sợ để làm gì, không giải quyết được vấn đề gì hết. Khi làm một việc gì đó mà chúng ta cảm giác chúng ta làm không được thì nghĩa là năng lực chúng ta đang dưới cái vấn đề đó. Thì cách thứ nhất là chúng ta đi học để chúng ta nâng cao năng lực đó, để chúng ta giải quyết bằng được cái vấn đề đó. Bạn hình dung chưa? Cách thứ hai là như thế nào chúng ta như thế nào chúng ta đi tìm những người làm được cái vấn đề đó, chúng ta mướn họ, trả tiền cho họ làm cái việc đó cho ta. Trong hai cách đó thì cách số một nó dành cho người không có tiền, nó dành cho người ít tiền, và cách số một thì nó lâu hơn. Cái cách số hai là dành cho những người nhiều tiền. Khi mà họ vướng cái gì, họ không có thời gian họ làm, thì họ như thế nào cái việc rất là đơn giản, họ mướn người khác làm việc cho họ. Thay vì họ ngồi đó họ cứ họ sợ sệt, họ e ngại hoài, không giải quyết được vấn đề gì hết. Nói chuyện sợ không thu hút, sợ không thu hút thì bạn, thay vì bạn sợ không thu hút thì bạn luyện. Mai em lên lớp thầy ơi, mai em lên đó em run lắm, đừng nắm em lên hỏi. Ok, không có gì Phúc ơi,
Run là một cái trạng thái gì ạ? Một cái trạng thái mà em cần phải vượt qua, chứ em không có cần phải để nó run hoài. Bây giờ vậy là vừa rồi mình chia sẻ các bạn cái điều thứ nhất. Cái chương trình của chúng ta đi tới 10 giờ rưỡi lận. Mình chia sẻ các bạn cái điều thứ nhất là gì ạ? Là cái cách để chúng ta liệt kê ra những cái nhút nhát, chúng ta sợ cái cụ thể nó là cái gì. Và khi chúng ta hiểu ra được cái cụ thể chúng ta là gì thì chúng ta sẽ như thế nào ạ? Chúng ta sẽ giỏi hơn. Ok chưa? Chúng ta sẽ giỏi hơn. Bạn Trần Tú Anh, bạn muốn học mình thì bạn comment xuống cái số điện thoại, bạn inbox cái số điện thoại và các em nó sẽ gọi cho bạn, các em bên tư vấn nó sẽ gọi cho bạn, bạn Tú Anh nha. Và hồi nãy giờ mình chia sẻ bạn nhưng mà mình chưa giới thiệu về mình. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Và hiện tại là mình 42 tuổi. Mình đã có gia đình rồi. Và một bé gái. Và hiện tại, ok chưa? Mình có gia đình và một bé gái. Ok chưa? Đó, đây là gia đình mình. Và một bé gái. Bé gái con mình thì hiện tại khoảng bé mới 5 tuổi. Hiện tại thì mình là người sáng lập cái vườn ươm doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình là người sáng lập ra cái vườn ươm này. Và cái vườn ươm này thì cho tới mình thành lập năm 2009, cho tới bây giờ là nó cũng được 9 năm rồi. Và nơi mình thì chuyên đào tạo về kinh doanh và khởi nghiệp, cái bi training. Các bạn thấy cái chữ áo bi training không ạ? Cái áo bi training mà làm cho các bạn thấy rõ cái chữ bi training. Bi training. Các bạn thấy rõ chưa? Và mình thành lập cũng đã được 9 năm rồi. Chuyên giúp các bạn ra làm chủ doanh nghiệp thôi, mình chỉ có kinh nghiệm và mình đào tạo cái việc này thôi. Mình là tác giả của ba cái quyển sách này. Thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu, giúp cho bạn cái cách ra khởi nghiệp. Cái thứ hai là một cái quyển, thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, giúp cho bạn từng bước đi trên hành trình kinh doanh của mình. Quyển thứ ba là Beyond The Why, cái quyển này đang bán ở nước ngoài, đang bán ở trên trang Amazon. Ok chưa? Và các bạn nào mà ở Việt Nam mà các bạn mua hai cái quyển sách của mình, các bạn mua hai cái quyển sách của mình, hai quyển sách tiếng Việt đó, thì các bạn comment xuống phía dưới quyển sách này tập trung về kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp, rồi số điện thoại nữa, thì sách sẽ được giao về đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước này với giá là 210k cả hai quyển, rồi free ship cho bạn luôn, bao gồm ship, với điều kiện là phải hai quyển mới free ship. Và mình sẽ ép các bạn vào một cái group riêng, cái group riêng, cái group của những người đã đọc sách mình rồi, đã có sách mình mà rồi. Cái group đó sẽ giúp cho các bạn về khởi nghiệp chuyên sâu hơn, để các bạn thắc mắc. Ok chưa? Ok chưa? Phải để các bạn giải quyết ra được những cái thắc mắc trong cái kinh doanh của các bạn. Ok chưa? Bạn nào có rồi thì các bạn comment xuống thì các bạn sẽ được add vào group. Và các bạn phải trả lời những câu hỏi. Chỉ các bạn nào có sách thì các bạn mới trả lời được những câu hỏi đó thôi, rồi các bạn mới vào group và sẽ chia sẻ sâu hơn về kinh doanh. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy là vừa rồi chúng ta như thế nào ạ? Vừa rồi là chúng ta đã gì ạ? Đã nói về gì ạ? Về cái tính nhút nhát. Và cái điều thứ nhất, bây giờ cái điều thứ hai, các bạn comment vào cái điều thứ hai. Ok, bạn Thu Diệu ơi, ngày mai ngày mốt các em nó sẽ gọi điện thoại và sẽ giao đến các bạn khắp mọi miền đất nước. Bạn ở khu vực nào thì các em nó sẽ giao tới thôi, toàn bộ khu vực nước. Ok, chúng ta đi sai. Chúng ta chia nhỏ cái thứ hai. Hồi nãy cái một đó là mình nói là đánh giá cái sự nhút nhát của mình, đánh giá lại cái sự tự nhiên mình. Cái thứ hai là chúng ta chia nhỏ cái vấn đề đó ra, chia nhỏ ra. Bình thường chúng ta để nó lớn quá thì chúng ta sẽ cảm giác chúng ta sợ và chúng ta nhút nhát. Bây giờ chúng ta chia nhỏ ra, chia nhỏ ra thì nó làm cho chúng ta sẽ rất là tự tin. Ví dụ như bây giờ mình yêu cầu của các bạn, mình yêu cầu các bạn là phải gì ạ? Phải viết ra một cái quyển sách. Mình ví dụ vậy. Ok bạn Famon ơi, ngày mai ngày mốt các em nó sẽ gọi điện thoại cho bạn Famon nhé. Rồi sẽ gửi sách cho bạn. Mình tiếp theo nè, các bạn chia nhỏ cái vấn đề ra. Ok, các bạn chia nhỏ ra, chia rất nhỏ. Ví dụ như là bây giờ mình kêu các bạn viết một cái quyển sách thì rõ ràng là các bạn ngại, nó sợ, bởi vì để viết một quyển sách nó lớn quá, các bạn sẽ ngại, rất ngại.
và nó làm cho bạn mất tự tin đi. Bạn cứ tin rằng là bạn không thể viết được quyển sách đó, nó làm cho bạn ngại ra. Tuy nhiên, chào bạn Nguyễn Thanh Hải, ok chưa? Tuy nhiên bạn chia nhỏ ra, ví dụ như là bạn chia quyển sách bạn viết á, là bạn ước lượng quyển sách của bạn, bạn viết là khoảng 200 trang. Và bắt đầu bây giờ bạn chia nhỏ ra, và trong 200 trang đó bạn chia nó thành 10 chương. Vậy thì tương đương mỗi chương nó bao nhiêu ạ? 20 trang. Ok chưa? Và các bạn thấy chưa? Thay vì bạn nghĩ tới cái quyển sách. Chào em Diệp Lê. Chào em Diệp Lê. Ngày mai sách sẽ gọi đến em. Và thay vì bạn cứ nghĩ rằng là cái quyển sách đó nó 200 trang đó, thì bây giờ bạn nghĩ cái quyển sách bạn chia nhỏ đó mà, nó chỉ còn 20 trang thôi. Và bạn cũng ngại 20 trang đó thì bạn lại chia nhỏ tiếp. Ok chưa? Vậy thì mình thấy là một ngày mình viết được một trang. Ví dụ đi, một ngày bạn sẽ viết được một trang. Thì bạn thấy không ạ? Thì tự nhiên lúc này, và cái việc còn lại là chúng ta cứ một ngày chúng ta viết một trang thôi, thì để chúng ta mất hết 200 ngày. Ok chưa? Nó tương đương khoảng 9 tháng. Thì chúng ta hoàn thành tắt được 200 trang. Bạn dùng ra điều này chưa? Và thế là nó làm cho bạn tự tin. Bạn có nhận ra vấn đề đâu ạ? Tức là chia nhỏ ra, và nó sẽ làm cho chúng ta tự tin. Cái cách này là cái cách mà mình cũng huấn luyện bé Bambi nhà mình, huấn luyện con gái của mình. Chào bạn Sĩ Phú ơi. Ok, chào bạn Nguyễn Thanh. Em có đi chơi đâu ạ? Em mới học có một lớp, gọi vào group được không thầy? Không được. Cái tiêu chuẩn là có hai quyển sách chứ, bạn học lớp thì đâu có được vào group đâu ạ. Ok chưa? Ok, bạn Nguyễn Thanh, bạn phải có hai quyển sách và bạn chứng minh, bởi vì bạn không đủ điều kiện thì bạn không có thể vào trong group được. Group là có điều kiện là có hai cái quyển sách thôi, và trả lời được hai câu hỏi đó thì các bạn trả lời những câu hỏi. Khi mà vào group thì các bạn bị hỏi những cái câu hỏi, và bạn nào có sách đó thì các bạn sẽ trả lời được những câu hỏi đó vào, và các bạn sẽ vào. Ok chưa? Bạn nào nãy giờ chưa chia sẻ livestream thì tranh thủ chia sẻ đi ạ. Để lưu về nhà mình để các bạn biết. Không phải là mình đã nói rồi, các bạn chia sẻ để các bạn biết cho chính các bạn, thì người thân yêu và bạn bè bạn cũng biết cái điều này nữa. Hãy mở tấm lòng mình ra. Và họ biết rồi họ thay đổi thì công qua là công của bạn, chứ không phải công của ai đâu. Còn bản thân mình thì mình liên tục mình chia sẻ, mình liên tục mình livestream. Và bạn không làm cho người nhà của mình biết thì gì thì trước sau người nhà của bạn cũng biết, bởi vì mình livestream liên tục. Hàng tuần mình livestream tới mấy lần lắm mà, rồi trước sau như người nhà bạn cũng biết rồi. Nên là bây giờ bạn hãy giúp cho người nhà mình biết sớm đi ạ. Đừng có suy nghĩ theo cái cách mà chúng ta hạn chế đi ạ. Chúng ta hãy suy nghĩ mở. Kiến thức là chúng ta lưu thông, chúng ta cùng biết. Đừng có giữ mà mình biết một mình. Đó là lý do mà các bạn phải chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. Và giúp cho nhiều người biết, cũng cứ như là nhờ cái Facebook này mà các bạn biết mình. Thì các bạn cũng làm cái câu nói để cho nhiều người biết. Đó là lý do mà chúng ta phải chia sẻ cái livestream mình về. Các bạn bây giờ hồi cái Facebook này có một mình ạ. Mà bây giờ nó như thế nào ạ? Đã hơn 18.510 follow rồi, cộng thêm 5.000 bạn nữa, đã 20 mấy người biết về cái trang của mình rồi. Các bạn hình dung chưa? Và mình làm liên tục thì một ngày nào đó sẽ 100.000 người follow cái trang của mình. Các bạn nhận ra điều nào ạ? Nó là chúng ta hãy nhanh nhất comment xuống những cái điều mà bạn học được từ hồi nãy giờ. Cái thứ hai là chia sẻ livestream này về nhà các bạn. Và vừa rồi là mình nói cái thứ hai đúng không? Chúng ta chia nhỏ ra. Chia nhỏ ra, chúng ta để nó bự quá thì chúng ta cũng ngại và chúng ta sợ. Nên là chúng ta chia nhỏ từng vấn đề ra. Và chúng ví dụ như một con gà mà bây giờ bắt các bạn ăn hết một con gà, các bạn ăn không có nổi. Các bạn không có ăn nổi. Nó làm cho các bạn gì ạ? Nó làm cho bạn ngán ngay. Tuy nhiên, các bạn chia nhỏ cái con gà ra. Cái người nào mà họ muốn bạn ăn hết con gà thì họ chia nhỏ cái con gà ra. Họ như thế nào ? Họ chỉ cho bạn ăn cái cánh thôi. Rồi sau đó họ cho bạn ăn cái đùi thôi. Và chính các bạn từng bước bạn ăn hết cả một cái con gà luôn, rất là bự luôn, nhưng mà bạn không biết rằng mình đã ăn hết một cái con gà. Các bạn hình dung ra, nó là một trong những cái cách mà chúng ta chia nhỏ ra. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ như thế nào ? Chúng ta sẽ được gì ? Giải quyết một vấn đề rất là đơn giản. Bạn văn hình, bạn có sách rồi thì bạn phải comment rồi bạn có sách.
để mọi người đưa link cho bạn, chứ không phải là tự nhiên là bạn có sách là mọi người add các bạn vào group. Tại vì sao ạ? Tại vì những cái nhân viên nó phụ trách là nó khác nhau. Là em cứ có sách thì em nói đang comment rồi, rồi em sẽ nhận được cái đường link. Và em trả lời được những cái đường link đó thì tự động em được vào group thôi. Chứ không có nói gì hết. Em mua sách mà sao em chưa được vào group? Bạn mua sách là bạn mua sách chứ hàng ngày nhiều người mua lắm. Đâu có biết ai muốn vào group và không ai muốn vào group. Bạn nào muốn vào group thì các bạn phải comment xuống. Ok chưa? À, em sợ giao tiếp người lạ, sao chia nhỏ được? Thì bạn tập nhiều. Bạn đáng hảo, sợ cái gì thì đi làm cái đó. Sợ mà ngồi y một chỗ rồi cứ la sợ. Đây những người giống như bạn á, sợ cái gì thì chúng ta sợ người lạ thì phải đi ra gặp người lạ nhiều, gặp nhiều lần thì hết sợ. Trước khi người nào quen với bạn, ai là người quen với bạn, bạn nói mình nghe, có phải vợ bạn không? Có phải vợ bạn không? Nhưng mà trước khi vợ bạn là trở thành vợ bạn thì người vợ bạn cũng vẫn là người lạ với bạn, đúng không? Và bạn gặp hoài thì nó trở thành người quen. À, người lạ mà chúng ta gặp hoài thì họ sẽ trở thành người quen. Và khai gì ngồi đó sợ thì hãy đi gặp họ đi. Gặp họ đi, họ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì chúng ta trở thành người quen. Và chúng ta sẽ không còn sợ nữa. À, ok chưa? Em chào thầy và chào các bạn. Ok, chào bạn Long. Chào bạn Nguyễn Ngô Thanh Thảo. Ok, có rồi thì các bạn inbox vào. Cho em xin vào cái link. Các bạn cứ comment xuống và ngày mai các em nó sẽ cho các bạn cái link. À, và các bạn trả lời thì có link thì các bạn sẽ vào được. Ok, rất là tuyệt vời. Vậy thì các bạn có hình dung chưa? Bạn nào gút mắt cái gì trong cái chỗ sợ sợ này thì comment xuống. À, các bạn gút mắt nào thì các bạn cho xuống. Em mua sách em muốn vào group thì phải làm thế nào? Ok, cứ comment xuống là nói là em đã có hai cuốn rồi. Thì mọi người sẽ như thế nào ạ? À, các em nhân viên nó sẽ thấy, nó sẽ đưa link cho em. À, làm nhiều sẽ quen. Ok, bạn Vũ Sang chính xác, bạn Nguyễn Sóc em. Ok chưa? Còn các bạn nào có sách rồi thì các bạn cứ comment xuống là các bạn đã có rồi. Thì các em nó sẽ làm bạn. À, chào thầy và chào mọi người. Ok, chào bạn Tú Nguyễn. Ok chưa? Vậy thì các bạn đã nắm rõ cái phương thức thứ hai chưa? Nắm rõ rồi thì nói là à, tôi đã nắm rõ rồi, tôi đã học được một cái điều rất là tuyệt vời rồi. Ngày mai tôi sẽ làm theo cái cách này và tôi sẽ không còn sợ nữa. Hình dung chưa? Comment xuống. Ok chưa? À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, vâng, chào bạn Đỗ Văn Nhi. Cảm ơn em. Cái thứ ba, à, có nhiều người á, họ quá khiêm tốn, à, họ ít nói quá. À, ok chưa? Nó sẽ làm cho bạn gì à? Em đã mua một quyển rồi. Ok, một quyển thì không có đạt tiêu chuẩn để vào đâu à. Nó là chúng ta phải đúng hai cuốn. Ok chưa? Cho bạn khoảng lặng. Ok chưa? Nó là các bạn phải như thế nào à? À, cái thứ ba, các bạn ghi cái thứ ba vào. Có nhiều bạn quá khiêm tốn, ít nói quá, nó cũng làm cho bạn sợ. À, trong các chương trình mình đứng lớp thì mình thấy có rất là nhiều bạn, các bạn rất là giỏi giang, các bạn rất là thông minh. À, bạn Thanh Lan Trương. À, em cho mình cái số điện thoại thì sách sẽ được giao đến nhà em trên khắp mọi miền đất nước. À, thông qua đường bưu điện sẽ đến nhà em. Và cái người bưu điện họ giao sách rồi họ thu tiền luôn. Chứ các bạn cũng không cần phải đưa tiền trước. Nên các bạn chỉ cần cho số điện thoại là xong thôi. À, vậy thì cái thứ ba mà mình nói với các bạn. Nếu mà các bạn khiêm tốn quá thì đâm ra chúng ta như thế nào ạ? À? Chúng ta không gì ạ? À? Sẽ làm cho chúng ta không tự tin. À, bạn Tuấn Anh, bạn muốn vào rớt thì bạn phải đủ điều kiện thì bạn sẽ được vào rớt thôi. Khiêm tốn và ít nói quá thì nó cũng làm cho bạn sợ sệt đi, các bạn e ngại đi, nó làm cho bạn mất tự tin đi. Nó là mình gặp nhiều bạn quá khiêm tốn. À, nó là chúng ta vẫn cái gì, cái việc gì cần nói là chúng ta nói, cái gì cần bảo vệ là chúng ta cứ bảo vệ, chứ cái gì chúng ta cũng có im lặng hết. Thì nó làm cho chúng ta không có tự tin. Và nó làm cho chúng ta gì, nhút nhát ra. Nó là đừng có quá khiêm tốn. Nhưng mà phô trương quá thì lại cũng không được. Nên là có nhiều người thì phô tư trương quá. Cái gì cũng khoe khoang phô trương thì lại cũng không được. Nên là cái chữ ở đây mình muốn nói với bạn là đó là cái chữ cân bằng. Chúng ta phải biết cân bằng. À, cân bằng trong cuộc sống, cân bằng trong giao tiếp. À, thì nó sẽ làm cho chúng ta tự tin hơn. À, ok chưa? À, và cái điều này rất là tuyệt vời. À, điều này rất là tuyệt vời. À, nó là cái thứ ba là quá khiêm tốn
điều đó có không có nghĩa là chúng ta không thực sự tự tin vào chính mình. Khiêm tốn đối đổi mà ai nói gì nói, biết hết mà vẫn không thèm nói, thì như vậy thì cũng không có tốt, và nó làm cho ta không thực sự tự tin. Ok chưa? Rồi, đó là cái thứ ba. Bây giờ cái thứ tư, các bạn ghi vào cái thứ tư. Cái thứ tư là cái gì ạ? Phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Khi chúng ta đổ lỗi và chúng ta không chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra đối với mình, đối với cuộc sống của mình, và cái điều đó nó làm cho bạn sợ sệt và nhút nhát ra. Lỗi thì nhận lỗi, có gì đâu mà sợ. Lỗi thì mình nói mình có lỗi, sai thì mình sai, sai rồi thì sửa sai. Chúng ta là con người mà, chúng ta có phải thánh thần đâu. Mình này, mình sai tầm đầy, mình lên trên mạng này, mình live stream với các bạn này, nhiều lúc mình cũng nói tầm bậy đầy. Nhưng mà sai thì mình sửa sai, có cái gì đâu. Sai đó đâu có làm cho bạn chết đâu. Cái quan trọng là chúng ta phải sửa sai. Khi mà mình nói live stream với các bạn nè, mình là người nói cà lâm nè, nhưng mà mình không có ngại. Có thể là mình nói không có được hay nha mọi người, cái giọng, cái chất giọng mình không được hay, nhưng mà mình biết là mình làm, và mình biết cái điều đó, mình biết trong cái khả năng của mình thì mình làm. Nếu bạn nào mà nói mình là nói cà lắm, ok thì mình cảm ơn bạn, vì bản thân mình nói cà lắm mà, mình có cái gì đâu mà mình ngại. Nếu bạn nào nói mình dở quá, mình cảm ơn cái bạn đó, bởi vì nếu mà mình nói dở quá thì chính cái lời nói các bạn nó làm cho mình như thế nào, mình rèn luyện thêm, mình học hỏi thêm, chứ có gì đâu mà ngại. Nó là chúng ta sẵn sàng nhận những cái khuyết điểm của mình, chúng ta sẵn sàng nhận những cái yếu kém của mình, nó làm cho chúng ta tự tin ra. Chứ không có phải là giấu đi cái điểm yếu của mình, giấu cái điểm dở của mình, nó làm cho chúng ta chỉ nhút nhát thôi, chúng ta không có tự tin. Sai thì có cái gì đâu mà phải ngại. Nó là sai thì nói sai, có cái gì đâu. Cảm ơn bạn Tú Nguyễn rất là nhiều. Cảm ơn bạn Vũ Sang rất là nhiều. Hồi nãy giờ các bạn xem live stream của mình thì các bạn thấy có hữu ích không, thì các bạn comment xuống, các bạn nói hữu ích, các bạn ít comment quá. Chính cái sự comment của các bạn nó làm cho mình như thế nào sẵn sàng nhận những khuyết điểm, những yếu kém để tự tin hơn. Ok, đúng rồi bạn Nguyễn Công Trình ơi. Hồi nãy giờ các bạn xem live stream của mình, các bạn thấy có hữu ích không? Hữu ích thì các bạn comment xuống, các bạn nói live stream này rất là hữu ích. Bạn Hương Tún, em nói em chưa nhận được sách, đúng rồi. Nó bắt những ngày lễ này thì một vài ngày nữa em mới nhận được sách. Có người gọi cho em thì sách nó đang ra rồi đó. Đổ thừa đổ lỗi thì giải quyết được cái vấn đề gì đâu, đúng không bạn Hồng Tuấn? Ok chưa? Nó là chúng ta, cái gì sai thì chúng ta nói là chúng ta sai. Cái gì chúng ta khuyết điểm thì chúng ta nói là chúng ta khuyết điểm. Bản thân mình cũng nhìn nhận với các bạn đó, là mình là người nói cái lắm. Mình cái giọng mình nói không có hay mà, bởi vì cái giọng mình là người miền Trung. Nhưng mà mình chỉ biết rằng là cái gì mình biết tới đâu thì mình chia sẻ bạn tới đó. Làm còn hơn là không làm. Thà làm để người ta nói mình dở hơi còn tốt hơn là ngồi im đó, để chừng cuối cùng sống trên đời này mà cũng chả biết mình đang dở hay mình đang giỏi, thì cái điều đó là cái điều tệ nhất. Bạn nhận ra điều nào không ạ? Nó là cứ làm thôi. Bạn nào mà quen mình, các bạn nào mà đi với mình là mình xuống các bạn làm dữ lắm. Các bạn đừng có hòng. Cái ông nào mà đi với mình, chơi với mình mà không chịu làm là cái ông đó trốn mình luôn. Bởi vì cái quan điểm của mình là làm. Chào bạn Lê Nguyên. Cảm ơn em rất là nhiều. Em không đi chơi sao mà em còn xem live stream này. Lễ nghỉ dài ngày mà. Ok chưa? Và cái đây là cái điều thứ tư. Các bạn comment xuống, các bạn thấy cái điều này nó rất là tuyệt vời. Vậy là vừa rồi chúng ta chia sẻ tới cái bài học thứ tư rồi đúng không? Bốn bài học rồi đúng không? Nó là chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải xét lại con người của chúng ta để chúng ta tự tin hơn. Làm dở còn hơn không làm, chính xác rồi bạn Trương Thanh Lan ơi. Cái đây là cái quan điểm mà của những cái người thực tế, họ sẵn sàng đi về phía trước, họ không ngại va vấp, họ không ngại sai, họ luôn chấp nhận sai để hoàn thiện mình. Và đó là cái động lực của cuộc sống các bạn. Cái động lực của trong cái cuộc sống này là gì ạ? Là khi chúng ta phát hiện mình sai để mỗi ngày chúng ta có cái để chúng ta hoàn thiện.
ok chưa? Và cái cuộc sống nó ý nghĩa là ở chỗ đó. À, miền Trung tỉnh nào vậy? Ok, mình ở miền Trung hả? Mình ở Khánh Hòa, bằng vỏ thì búp rồi. À, cái động lực, cái ý nghĩa của cuộc sống này là hàng ngày chúng ta phải đi giải quyết vấn đề. Hàng ngày chúng ta phải đi sửa sai những cái vấn đề của mình. Hàng ngày chúng ta phải hoàn thiện khi chúng ta phát hiện ra rằng chúng ta còn yếu kém cái chỗ đó. Cuộc sống này còn gì ý nghĩa nữa? Mà khi mới sinh ra đời là mọi thứ nó đều hoàn thiện hết, thì nó còn gì ý nghĩa nữa? Ý nghĩa của cuộc sống này là chúng ta phải nỗ lực mỗi ngày để chúng ta hoàn thiện bản thân mình. Và đó là cuộc sống, và đó là động lực để chúng ta sống, và đó là cái mà để chúng ta học hỏi mỗi ngày để chúng ta phát triển hơn. À, bạn có hiểu ra điều này chưa? Mỗi ngày em đều làm điều mới, em luôn nghĩ tới cuốn sách của thầy. Ok, bạn Lê Nguyên rất là tuyệt vời. À, cái thứ năm, ghi đi, làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu. Có làm dở rồi mới giỏi được. Ok, bạn Diệp Lê. À, vâng. Ok, vấn đề là động lực mỗi ngày để chúng ta sống. Đúng rồi, bạn Vũ Hoàng. À, cái thứ năm, các bạn ghi vô cái thứ năm. Là chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Khi chúng ta lỡ làm cái gì đó sai, chúng ta bị đối xử sai, chúng ta khởi nghiệp sai, nó thất bại, nó mất tiền, chúng ta làm dở, bị người đó đuổi việc, tất cả những việc đó đều rất là bình thường. Bắt đầu lại, bắt đầu lại lần hai. À, nếu mà các bạn như thế nào, các bạn bị người yêu bỏ, bị người yêu đá đít đi, thì cái việc đó như thế nào? Bắt đầu lại. À, rút kinh nghiệm, học hỏi kinh nghiệm và bắt đầu lại. Không ngồi đó rên rỉ, không ngồi đó tự kết luận rằng do mình dở quá. Không phải, ai sinh ra cũng dở. Một cái người họ chạy xe giỏi kia, thì trước khi họ chạy xe giỏi, họ là người không biết cách chạy xe. À, và họ đã gì ạ? Họ đã chạy sai biết bao nhiêu lần rồi. Cái còn lại ở đây là họ biết bắt đầu lại, và họ tập lái lại và họ đi làm tiếp. Làm sai thì làm lại từ đầu, không gì phải suy nghĩ hết. À, người ta dở dang, người ta làm một lần được. Mình dở thì mình làm 5 lần được. Làm 5 lần được còn hơn là không làm. Bạn nhận ra điều này chưa? Nó là cái gì lỡ chúng ta làm cái gì sai thì chúng ta bắt lại từ đầu. Không có gì mà phải ngồi mà mất tự tin nhất. Không có gì mà ngồi tự đánh luận, tự kết luận, rồi cho mình là người yếu kém, rồi cho mình là người tệ quá. Ok, toàn là bạn, các bạn cứ tự huyễn hoặc mình không à? À, các bạn tự đánh giá mình thắng mà. À, bạn Lê Ngọc Dầu sắp được lần đầu gặp thầy và học từ thầy. Cảm ơn thầy về những bài học chia sẻ ở trên đây. Ok. À, cảm ơn bạn Lê Ngọc Dầu nhiều. Cảm ơn em. Rất là vui được làm em như làm quen của em qua cái Facebook này. Thực sự là mình cũng rất là cảm ơn cái Facebook này. Cảm ơn những chương trình livestream này. Mà thông qua chương trình này mình biết rất là nhiều bạn ở khắp mọi miền đất nước. Rất tiếc là khi mà các bạn tham gia cái livestream này, cùng nhau comment livestream này, các bạn không có giới thiệu các bạn là các bạn đang ở khu vực vùng miền nào. Mình hay hỏi các bạn vậy, các bạn đang ở đâu thì các bạn comment xuống để mình biết. Biết gì ạ? Cũng kêu như mình giới thiệu các bạn là mình đang ở Sài Gòn, mình đang ở quận 2, thì các bạn cũng phải comment xuống là các bạn đang ở khu vực nào để mọi người biết nhau. À, và mình cũng rất là vui. Hồi nãy có bạn nào nói là bạn đang ở bên Nhật là tuyệt vời. Ở bên Nhật mà thông qua Facebook chúng ta cũng phải biết nhau. Chúng ta phải có sự cảm ơn của thế giới ngày hôm nay. À, cảm ơn Facebook, nhờ có livestream mà chúng ta biết nhau. À, ok, bạn ở Cà Mau, ok, rất là tuyệt vời các bạn thấy không? Ở Cà Mau mà chúng ta kết nối với nhau, chúng ta biết nhau vậy. Ý nghĩa lắm các bạn ạ. À, nên là mình rất là cảm ơn. Bạn nào đang xem livestream này thì các bạn chỉ cần comment xuống là các bạn đang ở khu vực nào, các bạn ở tỉnh nào, thì tự nhiên là nó rất là ý nghĩa. Ý nghĩa lắm. Vừa mới trải nghiệm thương hiệu Việt về nè thầy ơi. Ok, chào bạn Vũ Hoàng. Ok, bạn Vũ Hoàng là ngày hôm nay là học chung lớp marketing của mình cả ngày hôm nay. Ok, bạn Duy Tăng ở Bình Dương rất là tuyệt vời. Có vấn đề gì thì phải tìm vấn đề, không nên ngồi than thở. Ok, ở tận cùng Tổ quốc. Ok, chị bạn Châu Phương em ở Ninh Thuận. Tức các bạn thấy không ạ? Các bạn comment là mình biết các bạn ở đâu liền. Tuyệt vời, rất là tuyệt vời. À, em Hồng em quê ở Thái Bình. Ok, bạn ở Thái Bình, bạn ở Tây Ninh. À, các bạn thấy không? Rất là nhiều bạn. Chúng ta cùng nhau biết nhau. Tuyệt vời lắm các bạn ạ. À, tuyệt vời. À, ok chưa? Vâng, tiếp tục các bạn ạ. Nếu mà chúng ta sai thì chúng ta làm lại từ đầu. Không gì phải rên rỉ than thở. Cuộc đời này là có thể bắt đầu được. Cuộc đời này là có thể bắt đầu được. À,
Chào bạn Tú Nguyễn, bạn ở quận 2, mình cũng đang ở quận 2. Cái tuyệt vời nhất trên nơi này là chúng ta bắt đầu, chúng ta cho phép chúng ta được bắt đầu lại lần 2, lần 3 là và lần 4. Nó là đừng cứ ngồi đó mà huyễn hoặc mình. Đừng cứ ngồi đó mà chỉ vẽ mình. Đừng cứ ngồi đó mà than trách mình. Mà không cho phép mình bắt đầu lại. Chúng ta là con người và chúng ta được phép làm cái điều này. Bạn nhận ra điều này không ạ? Bạn Vương Phạm, bạn ở Bình Thuận tuyệt vời. Bạn Bán Sinh và Cẩm tuyệt vời nữa. Bạn Ngô Công Hiếu, bạn ở Gia Lai. Wow, bạn Túc ở Gia Lai luôn. Em ở tận Đài Loan, bạn Trăng Tài Tài. Wow, tuyệt vời. Ở mãi bên Đài Loan luôn. Các bạn thì ở bên Nhật luôn. Tuyệt vời. Rất là vui. Buổi tối hôm nay chúng ta lại như thế nào? Chúng ta lại gặp nhau. Các bạn ở khắp mọi miền. Các bạn thông qua livestream này chúng ta biết nhau. Nên là bạn nào đang ở khu vực nào, các bạn cứ comment xuống để mọi người cùng biết nhau. Không phải là mình biết các bạn đâu, mà màn như thế nào ạ? Mà mọi người cùng biết nhau nữa. Ý nghĩa lắm các bạn ơi. Vậy thì các bạn như ra điều này ok chưa? Rồi. Các bạn ghi vào cái số 6. Trước khi mình nói tới cái số 6 thì mình dừng lại một chút xíu để mình giới thiệu về mình. Có nhiều bạn vẫn không có biết mình. Có nhiều bạn mới chưa biết mình. Bạn nào mới biết mình rồi thì tuyệt vời. Bạn Cẩm Nhung, em Văn ở Bình Định. Ok, tuyệt vời. Bạn Tường Nguyên, bạn ở gì, quận 8. Ok chưa? Tuyệt vời. Bạn Hương Liệu, bạn ở Vũng Tàu. Mình tên là Nguyễn Thế Duy, đúng không? Và mình là hiện tại là người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân Training. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái vườn ươm của mình là giúp cho các bạn khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp thôi. Mình chỉ có kinh nghiệm chia sẻ vấn đề này với các bạn vào thành lập năm 2009. Và cho tới nay nó cũng đã được 9 năm rồi. Mình là tác giả của 3 quyển sách này. Cái quyển thứ nhất là Beyond the Way. Cái quyển này bán trên Amazon bằng tiếng Anh. Cái quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Và quyển thứ ba là Vượt Biển Lớn. Hai cái quyển tiếng Việt hiện tại ok cho đang bán tại Việt Nam và có khắp ở trên mọi miền đất nước. Các bạn nào mua thì inbox cho mình. Mua hai quyển sách này thì inbox cho mình. Sách sẽ được gửi đến tận nhà các bạn thông qua đường bưu điện. Và khi nhân viên bưu điện họ gửi tới thì họ như thế nào họ thu tiền các bạn luôn thông qua nhân viên bưu điện. Bạn không cần phải gửi trước. Bạn nào muốn mua sách thì cứ comment xuống cho số điện thoại là sách sẽ được giao đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước. Em có cuốn Vượt Biển Lớn rồi, ok chưa? Vậy thì còn quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Bạn Hương Liệu ơi, và như thế nào và các bạn như thế nào các bạn sẽ được ép vào một cái group riêng là dành cho những người có hai cái quyển sách này. Em tên Quang ở Thủ Đức, người duy nhất được trải nghiệm Johnny Walker lớp chiều nay thầy ok. Thằng Phạm Nhật Quang nhớ em rồi, tuyệt vời đúng không? Cái câu chuyện mà trải nghiệm Johnny Walker em thấy tuyệt vời không? Nhật Quang ơi, vô cùng tuyệt vời. Đó là cái phương pháp marketing mình gọi là go ahead, đi về phía trước. Và họ rất là thành công trong cái chiến lược marketing này, bạn Phạm Nhật Quang ơi. Ok, rất là tuyệt vời. Và các bạn sẽ được mình ép vào một cái group. Và cái group đó các bạn sẽ hỏi mình những câu hỏi về kinh doanh. Mình sẽ chia sẻ sâu hơn về kênh kinh doanh. Cuốn thứ tư chừng nào xuất bản vậy thầy? Em sắp xong rồi mà chưa liên hệ, ok chưa? Cuốn thứ tư thì khoảng 2 tháng nữa mới xuất bản. Một quyển không được vào group. Bạn Hương Liệu ơi, chỉ có hai cuốn, đủ hai cuốn bạn mới trả lời được những câu hỏi. Ok không? Đủ tiêu chuẩn thì chúng ta mới được vào, không đủ tiêu chuẩn chúng ta không được vào đâu, ok chưa? Cái thứ năm, các bạn ghi vào cái thứ năm. Các bạn ghi vào cái thứ năm đi. Đôi khi các bạn phải thách thức chính mình, ghi thách thức chính mình. Ok chưa? Bạn Trương Văn Hải, em muốn khởi nghiệp thì bước đầu tiên em hãy mua hai quyển sách về đọc đi. Em ở Hải Phòng được không thầy ơi? Ở đâu cũng được hết bạn Hồng Nguyễn ơi. Vừa rồi mình có ra Hải Phòng á bạn Hồng Nguyễn. Mình ở mấy ngày ở Hải Phòng. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Thách thức chính mình, đôi khi các bạn phải tự thách thức mình. Thách thức mình có dám làm hay không? Thách thức mình có dám làm hay không? Mong những quyển sách về kinh doanh ý nghĩa của thầy sẽ được nhiều người tìm đọc. Ok em không biết em đọc chưa bạn giàu ơi. Nếu mà em đọc rồi thì tuyệt vời. Thách thức chính mình, đôi khi chúng ta phải thách thức chính mình. Thách thức nếu mà bạn sợ đứng trước đám đông thì bạn thách thức chính mình. Xem chúng ta có thách thức chính mình là thách thức chính mình là như thế nào. Vậy chúng ta như thế nào chúng ta có dám đứng trước đám đông hay không?
Nếu bạn sợ gặp người lạ thì bạn cũng phải tự thách thức chứ mình. Xem thử chúng ta dám gặp người lạ không? Ok, bạn Tịnh Tâm, tiệp Tịnh Tâm, bạn đang ở Bắc Giang, tuyệt vời. Và nếu mà bạn đang sợ gặp khách hàng thì chúng ta phải thách thức chính mình. Xem ngày hôm nay chúng ta dám gặp 5 người lạ không? Ok chưa? Đôi khi chúng ta thách thức làm cái điều chúng ta sợ. Trong cái chương trình của mình làm chủ doanh nghiệp, mình có một cái game là mình bắt mọi người đi trên mảnh dây chai. Bắt mọi người thiệt đó các bạn, đi trên mảnh dây chai bằng chân không. Bạn nào đang xem live stream rồi, đang xem live stream này và bạn đã từng đi mảnh dây chai trong lớp của mình rồi thì các bạn comment xuống, gọi là em trải nghiệm rồi. Ghi vô. Lúc đầu bắt đi cái game này ai cũng sợ. Hơn 99% trong lớp là sợ, là ngại. Hình dung chưa? Rất là ngại, rất là sợ. Tuy nhiên mình sau đó mình bắt đi. Và ok, bạn dễ hiểu, nó là trải nghiệm rồi, tuyệt vời. Thách thức cho mình, ok. Và các bạn biết 100% trong lớp là hầu như các lớp ai cũng đi hết. Và khi họ trải nghiệm xong họ thấy ồ, nó rất là tuyệt vời. Và họ mới phát hiện ra một điều rằng, hóa ra lâu nay chúng ta sợ là cái gì à? Chúng ta sợ là cái gì à? Chưa trải nghiệm mà thấy bạn mình nó trải nghiệm rồi, ok, rất là tuyệt vời. Em đi rồi thầy ơi, cảm giác tuyệt vời. Đúng rồi, bạn thằng Mỹ Tâm rất là tuyệt vời. Nó là các bạn như thế nào ạ? Và khi có ai thách thức với mình thì bạn dám làm được. Và tự nhiên bạn làm được cái điều đó, nó làm cho bạn như được, nó làm cho bạn vô cùng tự tin. Bạn hình dung ra điều này chưa? Nó làm cho bạn tự tin lắm. Nó làm cho bạn mạnh mẽ lắm. Bởi vì sao ạ? Cái chiến thắng sướng nhất ở trên đời này là chiến thắng thế này, chiến thắng chính cái bản thân của mình. Cái cảm giác của bạn nó lừa gạt bạn ghê lắm. Chúng ta không thành công được là do gì ạ? Do chúng ta không tự tin vào chính mình. Và nó làm cho bạn như thế nào? Nó làm cho cuộc đời bạn nó không có gì ạ? Nó không có thành công và nó không có đi về phía trước được. Ok chưa? Hồi nãy giờ bạn nào chưa chia sẻ live stream này thì các bạn bấm vào nút chia sẻ đi. Bạn bấm vào nút chia sẻ để bạn chia sẻ về nhà mình đi các bạn ơi. Bởi vì các bạn phải lưu lại để bạn xem đi xem lại. Bạn Đặng Mỹ Tiên nói là em đi rồi, tuyệt vời các bạn không? Các bạn thấy đây, những bạn gái comment các bạn thấy chưa? Các bạn đó là bạn đi rồi. Nó là đôi khi chúng ta phải tự gì ạ? Tự thách thức chính con người của mình đi. Chúng ta phải đánh bạo, chúng ta làm cái việc gì đó. Và chúng ta xem gì? Cái việc đó là việc rất là bình thường. Cái việc đó là việc rất là bình thường. Bạn Ngọc Dầu, em chưa đọc thì em hãy tranh thủ em mua em đọc đi bạn Ngọc Dầu ơi. Đúng không? Nó biến cái tự tin và cái can đảm nó thành thói quen. Nếu các bạn nào đang sợ sệt, đang lo ngại, đang nhút nhát thì bạn đang biến những cái điều đó nó trở thành cái thói quen của bạn rồi. Thì bạn hãy làm ngược lại. Bạn biến cái sự tự tin, cái sự vững chãi, ok chưa? Cái sự sẵn sàng trải nghiệm thành cái gì ạ? Thành cái bản tính và thành cái thói quen của mình. Các bạn phải biến cái điều ngược lại. Để làm cho gì ạ? Để làm cho mình tự tin hơn. Các bạn có nhận ra điều này? Đừng cứ để những cái thói quen xấu kia, những thói quen nhút nhát kia, nó như thế nào ạ? Nó giữ bạn lại, nó kìm hãm cái cuộc đời của bạn lại, nó không có tốt chút xíu nào. Nó là hãy liệt kê ra những cái điều mình sợ và thách thức mình làm cái việc đó. Bạn hình dung chưa? Người khác làm được thì tôi làm được. Có cái gì đâu mà các bạn phải ngại, có gì đâu mà các bạn phải sợ. Nó là bạn phải tự gì ạ? Tự thách thức chính bạn làm được cái việc này. Ok chưa? Các bạn ghi vô, comment xuống. Tôi thách thức tôi. Tôi thách thức từng cái nỗi sợ của tôi. Bạn nào đang sợ cái gì thì các bạn comment xuống bạn đang sợ cái gì. Comment xuống, ghi xuống đi. Phát em sợ cái gì em comment xuống. Các bạn nào đang xem livestream này, các bạn đang sợ gì thì các bạn comment xuống cho mình xem ạ. Ok chưa? Comment xuống đi. Mình không thấy các bạn comment.
Tranh thủ comment đi các bạn ơi. Phát, em sợ cái gì em comment xuống đi. Phát rồi. Phải thất tích chính cho mình. Ủa, sao mình không thấy ai comment nó hết ta? Em tự tin chính mình, phát rồi. Tự tin vào chính mình, phát rồi. Ok. Vậy bạn Anh Nguyễn, bạn đang sợ cái gì, bạn đang nhút nhát cái gì thì bạn comment xuống đi. Ok chưa? Em sợ tiếp xúc với người lạ. Thì bạn phải thách thức rằng ngày mai tôi gặp 5 người lạ. Chào bạn Long Cao, bạn Trương Văn Hải. Ngày mai tôi thách thức, tôi ngày mai gặp 5 người lạ. Em sợ mình không làm được. Không làm được cái gì? Cái ông Tiệp Tịnh Tâm này, ông nói một cái câu rất là chung chung, không làm được cái gì, phải cụ thể ra chứ. Ok bạn Thanh Lan, ngày mai thì các em sẽ giao. Em sợ cả nể với người lớn tuổi. Cả nể là sao? Sợ cả nể là sợ sao? Một cái từ rất là chung chung, nó không có rõ ràng. Và đó là hơi kỳ một chút thầy ơi, nhưng em sợ ế. Ok. Bạn Trịnh Thủy rất là đúng. Ok. Bạn bị cái tư duy của người con gái rồi. Bởi vì bạn thụ động, bạn chờ người khác tới tán mình. Thì bây giờ bạn như thế là bạn thách thức mình. Thích ai thì đi tán người người đó. Ok chưa? Hồi kia thì cọc đi tìm trâu, bây giờ trâu đi tìm cọc, có gì đâu. Chuyện rất là bình thường, thời buổi hiện đại mà. Hôm nay thầy livestream khuya vậy thầy. Ok. Bạn Phạm Quốc Lâm. Lúc nào cũng livestream đến 10:30 11 giờ bạn Quốc Lâm ơi. Học thầy là hết sợ cây ke, đúng rồi. Bạn Nguyễn Vũ Hằng, đúng. Mình bắt, mình sẽ bắt mình luyện các bạn tùy những lớp mà sẽ luyện những cái năng khéo, và đúng là học hết là hết sợ liền. Sợ đứng trước đám đông. Bạn Nghi sợ đám đông thì bạn đi học cái lớp trainer của mình, bạn hết sợ liền chứ gì đâu. Luyện một cái là hết sợ liền. Em đang ở Hà Nội thôi. Ồ, bạn Bút Lâm rất là tuyệt vời, bay ra tới Hà Nội chơi rồi, tuyệt vời. Mình sợ phải thể hiện bản thân trước mọi người. Ok, có gì đâu. Bản thân bạn có cái gì đâu mà bạn sợ. Thân bạn có vàng không? Thân bạn có kim cương không? Mà bạn lại sợ, sợ nó trước đám đông. Sợ nó trước đám đông thì đến với cái lớp trainer của mình. Quốc Lâm, đi công việc thôi. Ok, rất là tuyệt vời bạn Quốc Lâm ơi. Vừa đi lễ vừa chơi công việc đúng không? Tuyệt vời. Sợ đứng trước người lạ. Trời, người lạ có gì đâu mà sợ. Ok, mình cũng lạ với các bạn nè. Đúng không bạn Tuấn Nguyễn? Mình nè, mình lạ với bạn hay mình quen với bạn vậy? Bạn Tuấn Nguyễn nói đi. Có gì đâu mà sợ. Ok chưa? Rồi, vậy là vừa rồi mình nói tới điều số mấy rồi. Mình nói tới điều số mấy rồi. Hồi trước sợ đủ thứ. Giờ thầy luyện cho rồi, hết sợ. Đúng rồi bạn Vũ Hoàng ơi, cứ đi theo đúng quy trình là không còn sợ vậy đó. Nói một lần thì sợ 1000 lần, như bác sĩ nhà đất tự nhiên nhấn nút là nói. Ok, đúng rồi. Bạn Phạm Quốc Lâm có chia sẻ. Bạn Phạm Quốc Lâm có cái kênh trên YouTube đó, bác sĩ nhà đất rất là tuyệt vời. Và bạn làm hoài, bây giờ bạn hết sợ rồi. Bạn nói một cách rất là tự nhiên. Có cách nào sửa tính chậm chạp không thầy? Ok. Thì em quyết định nhanh hơn, em làm việc nhanh hơn. Ok chưa? Bạn Vũ Ngô sợ mình. Có gì đâu mà sợ, mình có gì đâu sợ bạn Vũ Ngô. Mình không ăn thịt các bạn. Chắc chắn là bạn Vũ Ngô to con hơn mình rồi, đúng không? Mình có gặp bạn Vũ Ngô, bạn to, bạn đen vậy nè. Mình không sợ bạn thôi, mất mới vì bạn sợ mình. Sợ không đủ tiền học hết khóa học của anh. Ok chưa? Vậy thì thay vì ngồi sợ. Ok. Thay vì ngồi sợ thì như thế nào thì hãy đi làm. Những người dở hơi nhất trên đời này là không đi làm rồi lại ngồi sợ. Mình đi làm để mình có tiền. Ok chưa? Thầy cho em lịch học, làm sao hết sợ trước đám đông. Ok chưa? Bạn hãy đến cái lớp làm chủ 2 ngày để bạn học cái lớp đó. Rồi sau đó bạn đăng ký nguyên gói. Ok chưa? Nhìn thầy nghiêm quá. Ok, mình mà nghiêm. Mệt quá bạn Vũ ngồi, mình mà nghiêm. Bên mình là không có dạy lớp lẻ. Ok chưa bạn Nghi ơi? Bởi vì mình không có, mình luyện các bạn trở thành một người chủ doanh nghiệp bản lĩnh, chứ mình không có luyện một cái người giỏi cái kỹ năng đó. Vì vậy bạn đi ra ngoài, bạn tìm những khóa học như vậy thì bạn học. Bên mình thì luyện một người chủ giỏi đào tạo và huấn luyện nhân viên, luyện một người chủ đủ bản lĩnh. Chứ mình không có luyện một cái người mà hết sợ không. Bởi vì sao
Bởi vì như vậy thì bạn dùng cái kỹ năng đó để bạn làm gì? Bạn hình dung chưa? Bạn Tân Hương, em đã từng sợ hãi trước đám đông, nhưng mà học xong lớp thầy bây giờ em hết sợ rồi. Ok, bạn Tân Hương thì bây giờ em quá tự tin chứ em sợ gì nữa. Bạn Tân Hương nước khoa Messi các bạn, bạn tự tin lắm. Ok, Bambi đang xem ba. Ok, Bambi ơi, con gái ơi, ra đây con gái ơi. Bambi con gái ơi, con gái của mình đang xem mình live stream. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Và bây giờ tiếp tục nè. Cái thứ bảy là các bạn ghi vào. Ok chưa? Cái thứ bảy là các bạn ghi vào. Chấp nhận các bạn. Ok, con gái này, con gái của mình này. Ok, Bambi này, con chào cô chú đi. Con nói cô chú không đi chơi à? Cô chú nghỉ lễ, cô chú không đi chơi à? Ok. Đó, các bạn thấy chưa? Bambi nè, Bambi 5 tuổi nè, con bao nhiêu tuổi rồi? Con 5 tuổi. Con học lớp mấy rồi? Hả? Con học lớp lá. Con học lớp lá rồi. Năm nay con lên lớp mấy nè? Lên lớp 1. Lên lớp 1. Ok, con hát một bài tiếng Anh cho cô chú nghe đi. Con hát một bài tiếng Anh đi. Con học Minh kia gì? Monkey Story. Ok. Vậy thì con nói một cái câu tiếng Anh để cho cô chú đi. Con nói là chúc cô chú ngủ ngon đấy. Bằng tiếng Anh á. Good night. Rồi con nói một cái câu gì hay hay đi. Con nói là vừa qua con đi London và con thấy London rất là đẹp. Con nói bằng tiếng Anh á. I went to London. I see London. It's very beautiful. It's very beautiful. Ok. Rồi con lại nói tiếp là con đi cái vườn trái pumpkin. Và con thích cái trái pumpkin vô cùng luôn. Con nói đi. Nói bằng tiếng Anh nha. I went to the pumpkin garden. Pumpkin garden. Rồi pumpkin như thế nào nữa? You and I gì? I gì? I like a pumpkin. I like pumpkin. Rồi con có đi chơi lễ Halloween ở bên đó không? Rồi con đi vào các cái nhà của người Anh rồi con nói cái gì với họ, con gõ cửa ra con nói cái gì? Trick or treat. Trick or treat. Rồi những người Anh họ nói cái gì với con? Rồi họ có cho con gì không? Họ có cho con gì không? Con có quá trời kẹo luôn. Ok. Con có thấy cái London Bridge không? Cái cầu London không? Con thích cầu London không? Dạ thì... Rồi con nói đi, con nói là cái cầu London rất là đẹp và con rất là thích nó. Con nói bằng tiếng Anh đi. I like it. Ok, rất là tuyệt vời. Ok, rất là tuyệt vời. Các bạn thấy chưa? Bambi nói tiếng Anh rất là tuyệt vời. Ok chưa? Và Bambi nói đi, chúc cô chú nghỉ lễ vui và bây giờ con đi ngủ. Nghỉ lễ là cái từ gì? Từ lễ đó. Holiday. Con nhớ từ holiday không? Yeah. Ok chưa? Vậy con nói là cô chú nghỉ cuối tuần đi, vui đi. Chúc cô chú nghỉ cuối tuần vui. Chúc cô chú nghỉ cuối tuần. Nói bằng tiếng Anh đó. Weekend. Weekend. At weekend. Rồi, con nói đi. Rồi con nói bằng tiếng Anh đó. Con nói bằng tiếng Anh đó. Ok rồi, bây giờ con như thế nào ạ? Con nói thế nào ạ? Con nói là chúc cô chú ngon đi. Nói bằng tiếng Anh. Good night. Con cũng ngủ ngon. Em gì? Rồi, ok. Bambi chào cô chú nè. Rồi, ok. Rồi, con đi vô nha. Nha, con ngồi nha. Rồi, con muốn ngồi đây với ba hay là con vào? Dạ, con vào. Con vào rồi, con bye bye con chú đi. Rất là tuyệt vời. Ok. Rất là tuyệt vời. Ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bambi nói được tiếng Anh rất là nhiều. Có nhiều lúc tối nay bé ngại đó. Bé ý nói lúc là bé thăng bé sẽ nói nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta rất là tuyệt vời. Ok, chào bạn Đỗ Ngân Thương. Chào bạn Hương. Ok chưa? Và bé Bambi thì mới có 5 tuổi thôi. Bé nói tiếng Anh tương đối tôi chảy. Ok chưa? Và tiếp tục.
À, cái số 7 là chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải chấp nhận thất bại. Ok chưa? Và mình thì hay có cái khái niệm là nếu mà đã có thất bại thì chúng ta hãy thất bại thành lập. Khái niệm của mình là thất bại thành lập. Chúng ta phải thành lập. Bởi vì nếu chúng ta thất bại á, mà chúng ta thất bại mà khổ đau á, thì không có được. Thất bại cái khổ đau là nó không có tốt, nó rất là nguy hiểm. Chúng ta phải học cái cách thất bại thành lập. Cách thầy dạy con gái nói tiếng Anh tuyệt lắm. Ok, cho bạn Việt Nguyên. Mình thì có cái cách là giữa mình với con mình thì mình không có la, mà đối thoại không à. Đối thoại và nói chuyện. Nó là cái một trong những cái cách đó nó giúp cho bạn. Bé nó rất là thông minh, bé rất là lanh lợi và nó giao tiếp với ba mẹ rất là tuyệt vời. Vợ mình cũng vậy, vợ mình cũng không có bao giờ la bé, mà chỉ có gì à? Chỉ đối thoại với bé thôi. Cái cách của ba mẹ của chúng ta, cái cách của nhiều người làm ba mẹ là hỡi chút các bạn la con cái. Nhưng mà cái cách của mình thì không. Bây giờ chúng ta quay lại chủ đề ha. Chúng ta hãy học cái cách thất bại một cách rất là thanh lịch, một cách rất là nhẹ nhàng, thất bại một cách rất là đơn giản. Và chúng ta không được rớt vào cái thất bại gì à? Thất bại khổ đau, thất bại đau đớn, thất bại tận cùng. Chúng ta không có được học cái cách đó. Các bạn ghi vào: không được thất bại khổ đau, không được thất bại đau đớn, và không được thất bại một cách rất là thiệt hại, một cách rất là tệ hại. Chúng ta không được cái thất bại đó, mà chúng ta phải học được cái cách gì? Thất bại một cách rất là thanh lịch, thất bại một cách rất là đàng hoàng, thất bại một cách vô cùng gì ạ? Vô cùng nhẹ nhàng. Như thế nào là thất bại thanh lịch? Thất bại thanh lịch là cái thất bại mà nó giúp cho các bạn rút ra được rất là nhiều bài học, nhưng nó không làm cho bạn tổn thất quá nhiều. Nó không làm cho bạn quá tổn thất. Nó sẽ làm cho bạn quá tổn thất á, gây ra hậu quả lớn quá. Thì gần như bạn không thể đứng lại lên được. Bạn gì? Bạn rút ra được rất là nhiều bài học, nhưng mà cuối cùng là bạn không có đứng dậy được. Tại vì cái thất bại đó nó nguy hiểm quá. Thất bại ta lịch lại cho phép chúng ta một cái cú té rất là nhẹ nhàng. Cái cú té để chúng ta vừa có được bài học, nhưng mà chúng ta có thể làm lại được. Cái cú té nó làm chúng ta bắt đầu được. Bạn hình dung ra điều này là chưa? Nghĩa là cái gì mất thì mất, mà cái gì còn thì chúng ta còn. Phần lớn những người thất bại khổ đau á, là họ bảo thủ, họ cứng ngắc. Cái tư duy của họ nó đông quá, và nó làm cho họ té những cú té rất là đau. Và chính cái cú té đau đó làm cho họ không thể lớn được. Họ không thể đứng dậy lần 2, lần 3 được. Hãy cho phép mình thất bại là một trong những cái cách giúp cho chúng ta tự tin. Nếu chúng ta không biết đi xe thì hãy tập lái xe. Và khi tập lái xe thì chắc chắn chúng ta sẽ té. Và nếu có té thì té một cách rất là nhẹ nhàng và thanh lịch. Ok chưa? Cái đó là cái kinh nghiệm của cuộc đời của mình. Cuộc đời của mình té rất là nhiều lần rồi. Thực sự các bạn ơi, để cho tới hôm nay, để những gì mình có được ngày hôm nay, mình té rất là nhiều lần rồi. Điều này có nghĩa là không phải là mình không còn té nữa, tuy nhiên mình té rất là nhiều lần rồi. Nên mình học được một cái kinh nghiệm té. Nếu đã té thì té một cách rất là thanh lịch, té một cách rất là nhẹ nhàng, và biến cú té đó nó rất là đơn giản. Biến cú mà chúng ta ngã xuống đất đó một cái cú rất là nhẹ nhàng, để khi chúng ta nhảy xuống để nó là cái bàn đạp để chúng ta bay xa tiếp. Đừng có làm cho cái cú té đó nó làm cho bạn như thế nào nó làm cho bạn đứng yên luôn, hoặc là nó làm cho bạn không thể đứng dậy được luôn. Đó là những người không có kinh nghiệm té. Ok chưa? Nó là một trong những cái cách tự tin là hãy cho phép mình thất bại. Tuy nhiên mình làm rõ ở đây đó là thất bại một cách vô cùng thanh lịch, vô cùng nhẹ nhàng. Và hồi nãy mình đã giải thích rồi đó. Không được thất bại khổ đau. Và như thế nào là thất bại khổ đau? Và như thế nào là thất bại thanh lịch? Nên là khi bạn biết cách thất bại khổ đau thì một điều rất là tuyệt vời là bạn không sợ té. Mà bảo đảm các bạn, bạn luôn bạn mạnh bạo và bạn đi về phía trước. Bạn sẵn sàng tiếp đất và bạn sẵn sàng bay cao, bạn không có sợ té. Còn nếu mà bạn không biết cách té thanh lịch thì đúng là bạn vô cùng ngại, bạn vô cùng gì áp lực. Ok chưa?
và bạn vô cùng gì ạ? Vô cùng nguy hiểm. Khi các bạn tiếp đất không khéo, các bạn sảy chân và bạn không dám làm cái gì hết, bởi vì bạn gây ra cái hậu quả nó quá lớn. Là vừa rồi mình chia sẻ các bạn cái điểm gì ạ? Cái điểm thứ mấy rồi các bạn ơi? Điểm thứ 7 đúng không? Bây giờ điểm thứ 8. Một trong những cái cách mà chúng ta liên tục bắt chuyện với người khác, liên tục nói chuyện với người khác, gây vô liên tục bắt chuyện và nói chuyện với người lạ, thì đây là một cái cách mà nó giúp cho chúng ta tự tin. Ok chưa? Liên tục bắt chuyện và nói chuyện với những người mà chúng ta gặp, chúng ta chủ động chúng ta bắt chuyện trước, chúng ta chủ động chúng ta nói chuyện trước, thì đây là một cái cách nó làm cho bạn gì ạ? Tự tin hơn. Chúng ta không chịu nói chuyện và cứ gặp ai, đặc biệt là gặp người lạ, chúng ta cứ im thinh thích, thì nó làm cho chúng ta gì ạ? Càng mất tự tin thêm. Nó là khi đi đâu đó thấy người lạ thì chúng ta như thế nào ạ? Chủ động chào hỏi, chủ động gặp nói chuyện, đặc biệt là vào trong các lớp. Ok chưa? Các bạn nào học các lớp của mình thì các bạn thấy mình liên tục yêu cầu các bạn đổi chỗ ngồi. Các bạn phải liên tục đi tìm người lạ ngồi. Điều kiện để học những cái lớp của mình á, là mình luôn bắt cái các bạn làm cái việc đó, đi tìm chỗ lạ ngồi, đi tìm người lạ ngồi. Và đã ngồi với người lạ thì chủ động phải bắt chuyện, nói chuyện với người lạ đó, là một trong những cách mà nó giúp cho chúng ta tự tin hơn. Ok chưa? Cách thứ 9, các bạn comment vào. Cách thứ 9, khi chúng ta như thế nào hồi trước em cũng hay, giờ học em hết rồi. Ok, rất là tuyệt vời, bắt chuyện vào đây. Ok, cách thứ 9, khi chúng ta yếu kiến thức về lĩnh vực gì đó, nó làm chúng ta cũng không tự tin. Các bạn nhận ra điều này chưa? Cái kiến thức của chúng ta nó yếu kém quá, nó làm cho chúng ta không tự tin. Cái năng lực của chúng ta về lĩnh vực gì đó chúng ta yếu kém quá, nó làm cho chúng ta không tự tin. Nếu các bạn làm một cái việc gì mà bạn yếu kém quá, nó làm cho bạn không tự tin, thì một trong những cái cách mà làm cho chúng ta tự tin là chúng ta tập trung vào trong lĩnh vực đó, để chúng ta giỏi về lĩnh vực đó. Bạn nhận ra điều này không ạ? Nếu chúng ta quá yếu kém, non nớt quá, ok chưa? Thì nó làm cho chúng ta không tự tin, thì chúng ta phải luyện. Cuộc đời chúng ta chỉ thành công khi chúng ta phải thật sự giỏi một cái lĩnh vực gì đó. Nếu mà bạn là người sửa xe cực kỳ giỏi thì bạn cũng là người thành công, bạn rất là dễ dàng thành công. Nếu mà bạn trở thành một người lái xe cực kỳ giỏi thì bạn cũng rất là dễ dàng thành công. Nếu bạn trở thành một người kể chuyện giỏi thì bạn cũng rất là dễ dàng thành công. Bạn hình dung chưa? Nó là nếu mà các bạn quá yếu kém, non nớt, thì hãy luyện cho mình cái cách để chúng ta giỏi một lĩnh vực gì đó. Nếu bạn trở thành một người câu cá giỏi thì bạn cũng rất là dễ thành công. Bạn hình dung ra điều này chưa? Bạn trở thành một người đá banh giỏi, bạn cũng rất là dễ thành công. Bạn trở thành một người vẽ giỏi, bạn cũng rất là dễ dàng thành công. Bạn trở thành một người đánh đàn vô cùng giỏi, bạn cũng rất là dễ thành công. Cái câu chuyện mình muốn gửi đến ở bạn ở đây là khi chúng ta nhút nhát, chúng ta thiếu kiến thức thì chúng ta rất là khó để chúng ta thành công được. Bạn nhận ra điều này không ạ? Nếu nhận ra điều này thì các bạn nói rồi, tôi phải gì ạ? Tôi phải thành công, tôi phải giỏi một cái chuyên môn gì đó, tôi phải cực kỳ giỏi một cái chuyên môn gì đó. Các bạn thấy là không dễ gì để mình live stream được như vậy. Để live stream được như vậy, mình cũng phải luyện chính mình, không phải tự nhiên là mình có được. Các bạn cũng giống như mình thôi, khi mới làm việc gì các bạn phải như thế nào Và em là người lái xe mà em chưa thành công hả? Bởi vì bạn lái xe chưa giỏi. Bạn lái xe giỏi để bạn trở thành người nổi tiếng đấy. Mình đã nói là khi giỏi về lĩnh vực gì đó thì bạn mới thành công được. Còn bạn sàng sàng thì làm sao mà bạn thành công được? Thì bản thân mình muốn gọi nói đến các bạn nè, không phải là tự nhiên mình phải tự tin nói như vậy. Mình cũng đầy những cái nhút nhát như các bạn, mình cũng đầy những cái dở hơi như các bạn. Cho tới giờ cái khả năng giao tiếp của mình cũng chưa tốt bằng các bạn đâu. Nhưng mà mình được một cái là mình dám làm.
mình không ngại làm, mình tập trung mình làm, đã làm là phải làm, mình giữ cái cam kết. Từ lúc mình quyết tâm mình livestream là mình hàng tuần mình đang cố gắng bằng cái khả năng của mình. Mình phải như thế nào ạ? Mình phải livestream. Và các bạn thấy không, một tuần mình livestream ít nhất là 3 lần. Tuần này đúng là tối hôm qua, tối thứ 6 là mình livestream. Mà tối thứ 6 hôm qua mình mệt quá. Sau khi mình đứng lớp về mình mệt quá mà mình không livestream được. Và ngày hôm nay mình vẫn là con cá lắm á. Bạn Anh Vương ơi, bạn Dương Anh Vương ơi, mình vẫn còn cá lắm như ngày nào. Và như thế nào à? Em mới vừa về tới nhà, giờ này mà thầy còn năng lượng quá. Ok, bạn Thiên Dương ơi, Trần Thiên Dương ơi. Em mới đi khảo sát các quán về đúng không? Rất là tuyệt vời. Tụi em đã đi làm được cái công việc rất là tuyệt vời đó. Tụi em đã được trải nghiệm và tụi em học được nhiều điều đó. Và để và ngày hôm nay các bạn thấy không? Ngày hôm nay mình đứng lớp từ 9 giờ sáng cho tới giờ. Mình vừa về nhà, vừa ăn tối xong là mình livestream với các bạn. Bởi vì tuần này mình chưa được 3 buổi, nên mình phải cố gắng mình hoàn thành 3 buổi đó. Bạn nhận ra điều nào ạ? Đã làm là phải cam kết. Làm dở cũng làm, làm tệ hại cũng làm. Từ lúc mình livestream này đầy những người chê mình, đầy những người nói mình nói chuyện sao dài dòng, đầy những người chê mình cả lắm. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện bình thường. Bởi vì sao ạ? Những người đó họ chê mình nhưng mà họ có làm được livestream như mình đâu. Bạn nhận ra điều này không ạ? Tất cả những người họ chê bai người khác thì họ chỉ dở chê bai thôi chứ họ đâu có làm được đâu. Dù sao mình cũng vẫn tốt hơn họ, là mình dám livestream và mình dám chia sẻ với các bạn. Các bạn nhận ra điều này nè chưa? Và khi càng làm thì chúng ta càng như nào? Chúng ta càng rút kinh nghiệm hơn, chúng ta càng phát triển hơn. Cuộc sống là chúng ta cần phải phát triển mỗi ngày mà. Bạn nhận ra điều này không ạ? Chúng ta rất cần những cái điều này trong tư duy của mỗi con người của chúng ta. Đâu có ai sinh ra mà chúng ta tự nhiên chúng ta giỏi đâu. Chúng ta cần phải gì ạ? Chúng ta cần phải luyện tập mỗi ngày. Cái sự kỷ luật, cái sự cam kết, nó sẽ giúp cho các bạn đạt được mọi thứ trong cuộc sống này. Cái vấn đề ở đây là em không luôn cầu mong cho thầy hết gì. Thầy còn giúp nhiều người đó. Cảm ơn em rất là nhiều em. Cảm ơn bạn Dương Anh Vương. Cái điều ở đây mình muốn gửi đến các bạn rằng là cuộc sống là chúng ta phải tốt hơn mỗi ngày và chúng ta phải làm. Và cuộc sống là chúng ta đã cam kết là chúng ta phải làm. Cái sự tệ hại cho nhất cái ngày hôm nay á là như thế nào ? Là chính chúng ta như thế nào? Chúng ta lại không giữ cam kết đối với chúng ta. Chúng ta hứa chúng ta làm một cái gì đó rồi chính chúng ta như thế nào ? Chúng ta lại gì ? Chúng ta lại thất hứa với chính mình. Đây những người cứ suốt ngày cứ hứa thật nhiều rồi thất hứa thật nhiều rồi hứa thật nhiều rồi thất hứa thật nhiều. Các bạn thấy giống như ca sĩ Ưng Hòa Phúc nói các bạn hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều rồi hứa thật nhiều, vui chịu không được. Ok ạ. Và cái sự đau lòng nhất của ngày hôm nay là chúng ta xem cái sự thất hứa đó là cái việc bình thường, là cái việc hiển nhiên. Các bạn biết ở các nước phương Tây khi người ta nói dối với chính mình, người ta thất hứa đối với chính mình và người ta không làm được việc đó là các bạn thấy không, người ta từ chức ngay. Ok chưa? Người ta từ chức ngay. Chào bạn Nguyễn Thị Hoa. Người ta không chấp nhận cái việc đó bởi vì người ta thấy rằng người ta càng có sự tôn trọng. Ở đây mình muốn gửi đến các bạn nè, chúng ta cần phải cam kết với chính mình. Ok chưa? Hãy như thế nào hãy cam kết và làm được cái việc đó. Ok chưa? Rồi bây giờ mình nói tới điểm số 10. Trước khi mình nói tới điểm số 10 thì mình nói cái chủ đề tối thứ hai mình sẽ chia sẻ với các bạn. Các bạn ghi cái chủ đề tối thứ hai đi. Tối thứ hai 9:30 mình sẽ chia sẻ với các bạn. Ghi cái chủ đề tối thứ hai: 10 việc đơn giản để cải thiện chế độ ăn uống của mình. Bởi vì khi mà chúng ta không ăn uống tốt thì sức khỏe chúng ta không tốt. Sức khỏe chúng ta không tốt thì năng lượng của chúng ta không tốt. Và năng lượng của chúng ta không tốt thì cái nhiệt huyết, nhiệt tình, trí tuệ, cái sự thông minh của chúng ta không tốt. Mà nó sẽ dẫn đến
chúng ta rất là khó hoàn thành công việc. Nó dẫn đến chúng ta không đủ sức khỏe, không đủ nhiệt huyết để chúng ta đạt đến cái sự thành công. Nó là bữa tối hôm sau mình sẽ chia sẻ bạn 10 việc đơn giản để chúng ta cải thiện cái chế độ ăn uống của mình. Các bạn comment xuống đi. 10 việc đơn giản để chúng ta cải thiện cái chế độ ăn uống của mình. Và cái buổi tối hôm nay, cái thứ 10. Cái thứ 10 là các bạn comment xuống là chúng ta hãy cười. Cười nhiều lên. Hãy tập mình cười. Càng cười càng nhiều, bạn càng tự tin. Cái nụ cười nó sẽ phá vỡ gì? Phá vỡ cái lo âu. Cái nụ cười nó giúp cho các bạn phá vỡ những cái lo ngại. Cái nụ cười nó làm cho bạn phá vỡ đi những cái nhút nhát. Cái nụ cười nó giúp cho các bạn kết nối với người khác nhanh hơn. Cái nụ cười nó giúp các bạn chạm tới trái tim của người khác một cách nhẹ nhàng hơn. Thiếu nụ cười, chúng ta sẽ mất mát rất là nhiều thứ. Nó là chúng ta hãy thường xuyên nở nụ cười rất là tươi ở trên môi. Hãy nở nụ cười vô cùng tươi ở trên môi. Và hãy tự tin vào chính mình, bởi vì niềm tin nó rất là tuyệt vời. Và một điều nữa, ok chưa? Chúng ta phải kiểm tra sức khỏe của mình, kiểm tra cái chế độ của mình về sức khỏe của mình. Bởi vì khi có sức khỏe tốt thì chúng ta mới tự tin được. Sức khỏe yếu chúng ta không thể tự tin được. Ok chưa? Vậy là rất là vui tối hôm nay, các bạn đã hơn một tiếng đồng hồ các bạn xem livestream của mình. Các bạn đã dành cái buổi tối cuối tuần này, giờ này thay vì các bạn đi chơi, các bạn đi nghỉ lễ, các bạn lại xem cái livestream của mình. Các bạn ngồi liên tục hơn một tiếng đồng hồ để xem cái livestream tuyệt vời này. Và đó là cái điều nó vô cùng ý nghĩa. Ý nghĩa với ai ạ? Ý nghĩa với các bạn và ý nghĩa đối với mình. Bởi vì sao các bạn thấy hồi nãy giờ liên tục cái livestream của chúng ta tồn tại rất là đông người, cho tới giờ này các bạn thấy chưa? Cũng còn 75 người, 80 người trên khắp mọi miền đất nước này. Cảm ơn Facebook, cảm ơn công nghệ, cảm ơn thế giới ngày hôm nay giúp cho chúng ta gì ạ? Kết nối nhau rất là đơn giản, rất là tuyệt vời. Trước khi kết thúc chương trình này, mình chúc các bạn có một cái nghi lễ vô cùng ý nghĩa và mang lại cái niềm vui tiếng cười cho rất là nhiều người. Và bạn nào mà mua cái quyển sách của mình thì các bạn comment xuống, các bạn nói là các bạn mua hai cái quyển sách. Okay chưa? Các bạn mua hai cái quyển sách này, mỗi ngày một chút thôi, và quyển Vượt Biển Lớn, sách mình viết về kinh doanh, và mình sẽ gửi đến các bạn khắp mọi miền đất nước. Chỉ cần inbox cái số điện thoại và sách sẽ đến nhà các bạn luôn. Các bạn không cần phải giao tiền trước, nhân viên bưu điện thu tiền của các bạn. 210.000 hai cái quyển sách này, cái quyển tiếng Anh này thì các bạn phải mua trên Amazon, bởi vì cái quyển tiếng Anh này mình bán trên Amazon. Còn hai quyển tiếng Việt này mình bán ở Việt Nam. Và như thế nào và mình sẽ ép các bạn vào một cái group riêng, và trong cái group này mình sẽ chia sẻ bạn sâu hơn về kinh doanh. Ở ngoài này là livestream mình chỉ chia sẻ về phát triển bản thân là chủ yếu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn là những người rất là tuyệt vời. Các bạn xem chương trình liên tục cho tới bây giờ. Cho tới giờ còn hơn 80 người. Và đây là một điều vô cùng ý nghĩa. Các bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này thì các bạn hãy chia sẻ livestream này về nhà mình đi. Cảm ơn bạn Thanh Hương rất là nhiều. Cảm ơn bạn Tuấn Nguyễn rất là nhiều. Và cuộc sống luôn có ý nghĩa. Và sáng mai các bạn hãy theo dõi cái Facebook của mình. Ngày nào mình cũng chia sẻ những cái điều tuyệt vời lên trên Facebook của mình. Sáng mai các bạn hãy đọc những cái dòng tin trên Facebook của mình. Và ngày mai mình còn có một ngày đứng lớp nữa, từ 9 giờ sáng đến hơn 9 giờ tối, về cái lớp marketing cho doanh nghiệp nhỏ. Mình đã đứng lớp 2 ngày nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn, một ngày nghỉ lễ tuyệt vời. Bye bye các bạn nhé.